Hoan hỉ đón chào quý vị đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi Nhâm Dần 1962 có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Nhâm Dần chắc chắn gặp được nhiều may mắn do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 là tháng cực kỳ thành công đối với họ, vậy nên những người tuổi Nhâm Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Nhâm Dần gặp được thành công và may mắn về con đường tài lộc cỡ nào, xin mời quý vị cùng theo dõi video Tử vi tuổi Nhâm Dần tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần 1962 có mệnh là Kim Bạch Kim, là người yêu thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ của những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do sự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể bị thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tháng này, gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sung vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết lúc này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp canh Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xúc tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Dần sinh năm 1962 trong tháng 9 âm lịch, nếu vẫn đi làm, gia chủ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tốn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo như mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa ảnh hưởng đến công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc của cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng, khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách phá quấy và hãm hại. Tuy nhiên, cục diện bán tam hợp đem lại may mắn cho gia chủ, khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Nhâm Dần nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần lên, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại có thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên gặt hái được thành quả không nhỏ, bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng không ít, cần lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Các gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Được tình duyên tháng 9 âm lịch của các mệnh chủ Nhâm Dần chẳng được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này, bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này đến lần khác phải giải thích, chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, cũng nên nhớ, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhiều một bước là được. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 9 năm 2022, tức 28 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức ngày 13 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.